che bao ký ức xót xa hơi mẹ. Anh đã du ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Khi sao sách mở ra, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Khi trang sách mở ra, chân trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trang sách có ao sâu mà vẫn không hề ướt, trang sách không nói được sao em nghe điều gì, dạt dào như sóng vỗ một chân trời đang đi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi, tác giả Bê Kiến Quốc. Ta ta sẽ đọc bài thơ Có chuyện này, tác giả Vũ Quần Phương. Lửa nằm trong bao riêng, trước nằm trong ngọn vực, cái mầm nằm trong ngọn, cái hoa nằm trong cây. Nhé, đất nước là gì? Viết bằng bút chì, có vừa trang giấy là cha, là cờ tổ quốc. Vần thơ con thuộc, bài văn con làm, tiếng Việt dị dàng, có là đất nước. Các bạn cùng mình vẽ màu xanh cho quê hương nhé. Làng xóm chỉ xanh lúa xanh, sông mảng lượn quanh một màu xanh mát, trời mới bát ngát xanh ngát mùa thu, xanh màu ước mơ em quay đầu đỏ vé nhà em ở ngoài mới đây. Chúng ta sẽ đọc bài thơ Buổi sáng nhà em, tác giả Trần Đăng Khoa. Ông trời nổi lửa đằng đông, bà mỗi năm mỗi người chắc bà luôn vất vả. Các bạn cùng giữ con đường của chúng mình luôn sạch nhé. Hôm vàng buổi sớm sương mơ màng, lòng ngây ngọn cỏ vừa chứa thơm cảnh gió, nâng bước em tới trường, buổi chiều tím hoàng hôn, đàn trâu về lững thững, bóng trăng tròn lửng lững, vắt vẻo mặt che già. Mỗi một lần đi xa, con đường cong nước đường nước lòng chạy mới vào khởi động, một mùi hương mong mỏng thầm đóng ban mai, gió chạm khóm hoa nhài mang hương đi khắp lối. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Buổi sáng quê nội, tác giả Nguyễn Lan Thắng. Khi mặt trời chưa dậy, hoa còn thiếp trong sương, khói bếp bày đầy vườn, nội nấu cơm nấu cám, đàn trâu ra đồng sớm, đội cà xương mà đi, cuối xóm ai thầm thì gánh dầu ra chợ bán, gà con kêu trong ổ đánh thức ẩu mặt trời. Chú con yêu mẹ, tác giả Xuân Quỳnh. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết, mẹ mong bao giờ con tới. Con yêu mẹ bằng Hà Nội kia, gặp mẹ làm sợ em thôi, nó cười lúc gì ôi thì tôi được ra nhà cáu ra hoa đang chờ đón, ai dậy sớm đi ra đồng, cả những đám mây xét kể về trắng vùng mây qua, những hạt phù sa đắp bố.
bồi nên bờ bãi, tắt bồi nên đi ta đi ta đi ta từng ai trồng cây em trồng cây em trồng cây mắt nở nên say ai trồng cây hoa nở đẹp để quả chiếu cành để lá biếc xanh sẽ chìm trong đất nếu một đàn kiến nhập chạy ngược chạy xuôi chẳng ra hàng một chẳng thành hàng đôi chẳng ra hàng một chẳng thành hàng đôi băng qua nhiều đại dương lớn lên bạn làm gì trên đảo nhỏ bồng xuống gác biển trời chúc các chú hải quân vui vẻ vững vàng tay súng. Hẹn gặp lại các bạn chứ? Hẹn gặp lại các chú trong kênh bé thơ nhé. Bye bye. thì thầm hãy cho tôi thật nhiều là nhiều subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong kênh bé thơ nhé. Bye bye. Đảo thì thầm với sao, sao trời từng im lặng, lại thì thầm cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Trái đất tác giả Rasul Gamlatov. Trái đất có bác sĩ người là quả dưa, họ bổ cắn người thành muôn mảnh nhỏ. Trái đất có bác sĩ người là quả dưa, họ bổ cắn người thành muôn mảnh nhỏ. Chú khác nhìn người như quả bóng trên sân để giành được họ lao vào đá. Trái đất với tôi chẳng là dưa là bóng, với tôi người khuôn mặt thân thương. Nước mắt người tôi lao xin đừng khóc nữa, rửa sạch máu cho người đây tôi hát dịu dàng. Trái đất có bạn xem người là quả dưa, họ bổ cắn người thành muôn mảnh nhỏ. Lũ khác nhìn người như quả bóng trên sân để giành giật họ lao vào đá. Trái đất với tôi chắc là dưa là bóng, với tôi người khuôn mặt thân thương. Nước mắt người tôi lau xin đừng khóc nữa, rửa sạch máu cho người đây tôi hát dịu dàng. Hôm nay chúng ta sẽ về quê ngoại thăm cây sứ hổ. Trên trang sách, bạn thích con đường nào nhất hãy chọn cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong kênh bé thơ nhé. Bye bye. Bao nhiêu con người chung tay xây đàn niềm tin nơi.